lâu lâu nhắc lại chương cho mọi trình trả góp bây giờ rất là ưu đãi, thủ tục rất là đơn giản mà lãi suất cực thấp, lãi suất thì chỉ có 1.66 và thủ tục thì chỉ cần chứng minh và bằng lái hoặc là chứng minh và hộ khẩu. Đó. 30 phút là có nhận xe rồi, nhanh lắm. 30 phút là nhận xe. Đó, thủ tục rất đơn giản. Rồi. Giờ 15 hạ giá nha. Rồi, để tí nữa lại rồi. Hello, xin chào các bạn á, chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Đó, thì bây giờ hôm nay mình sẽ lướt cái lô xe mới về cho quý chị và các bạn á. Và đặc biệt là giảm giá cực mạnh nha các bạn. Đó, bây giờ mình lướt sơ qua một vòng cho quý chị và các bạn xem những dòng xe ở đây. Giảm giá cực mạnh. Bạn nào mà muốn mua thì các bạn cứ liên hệ qua cái địa chỉ là 377 Nguyễn An Ninh, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0932466, cuối cùng là số 1 đó, đi số điện thoại các bạn. Đó là bây giờ mình giới thiệu cái lô mô tô cho quý chị và các bạn trước, sau đó là sẽ giới thiệu Winner nè, rồi lại mấy cái dòng Ad nè, béo có đủ nha. Rồi thì hiện tại bên mình cũng có mấy cái chương trình trả góp như nào anh, lâu lâu nhắc chương lại cho mọi người. Trình trả góp bây giờ rất là ưu đãi, thủ tục rất là đơn giản mà lãi suất cực thấp, lãi suất thì chỉ có 1.66 và thủ tục thì chỉ cần chứng minh và bằng lái hoặc là chứng minh và hộ khẩu. Đó. 30 phút là có nhận xe rồi, nhanh lắm. 30 phút là nhận xe. Đó, thủ tục rất đơn giản. Rồi, bây giờ mình sẽ báo giá dòng mô tô trước quý chị và các bạn. Rồi, đây là hai con Bentley. Một con này là 251, con này là 150. Đó, Bentley 150 là 27.500.000 nhá cả nhà nhá. 27.500.000. Xe thì cực chất luôn, đẹp. Cái này là qua ngân hàng này là đều là sang tên hết nha các bạn nhá. Cho nên là anh chị em cứ yên tâm về cái vấn đề là sang tên đổi chủ nhá. Sang tên đổi chủ toàn quốc. Rồi con này là con 250. 45.900.000 nha. Con này là 251 là bao nhiêu anh? 251. 251 này là 45.900.000, giảm giá mạnh, giảm giá gốc luôn nhá. Giảm xe, giá mạnh. Xe này là ơ đo chỉ có 3.000 thôi, gọi là xe siêu lướt rồi. Đó 251. Mua mới con này là lên đến 80 mấy triệu, gần 90 triệu cả đăng ký nha cả nhà nhá. Mà bây giờ giá của nó là chỉ có bằng một nửa thôi. 45.900.000. Đang giảm giá cực mạnh luôn, đợt này thì giảm giá rất là nhiều. Giảm hết giá luôn đây cả nhà thấy không? Mới tinh nha. Đó các bạn nhìn đây, rất là mới. Cực mới. Gọi là xe chạy 3.000 rồi, xe gọi là cộp luôn chứ. Lướt lướt xe lướt. Bồ đó. Đó nó đi coi bồ độ. Cái bồ gì? Đây. Nói chung là mới tinh, vỏ này gai gió còn này. Này thấy chưa? Nhá. Nó còn gai gió. Xe mới luôn nhá, gọi là xe mới. Anh chị em nào có ý định mua xe mới thì liên hệ ngay với con này. Giá là chỉ bằng một nửa là 45.900.000 nha các bạn. Nãy con bên này nói nhiêu à? 27.500.000. 27.500.000. Nếu mà con này các bạn quay ngân hàng Z các bạn chỉ trả 2.5 triệu anh. Đúng rồi. Đúng không? Có hai ngân hàng lắm nên mình nghĩ là quý anh chị và các bạn khi mà mình Zach mua và FE. Dạ. Lãi suất nó cũng thấp thôi. Rồi. Về FZ 150i thì hiện tại có 3 chiếc nha các bạn. Rồi, con này là 34 triệu, con ngoài cùng này 34.500.000 nhá. 34.500.000 cả nhà nhá. 34.500.000. Rồi. Biển số đâu anh? Con này biển số Nha Trang 79. Rồi con này biển số Sài Gòn là 59. Con này biển số Sài Gòn. Biển số 59. 59 V2 nó hình như là nó Gò Vấp ấy. Con này rất là đẹp luôn. Biển số cũng rất là đẹp. 8 nút luôn, 36 triệu. Con đi bao nhiêu ngàn á? Con này á? Này nó đi cũng ít á. Là cái
con này thì cái bình xăng nó hơi chảy nhẹ một tí nhá, anh chị em về dán hoặc là thuốc lại tí. À, bình xăng hơi chảy nhẹ. Ừ. Chưa có làm mà không làm. Đó. Giá là 36 triệu. À, con còn này 36 triệu. Rồi. Có con này thì gọi là con cọp rồi. 36 triệu 500. 36 triệu 500. Một em FZ. Bài chất. Đi bao nhiêu ngàn anh? 20 ngàn. 20 ngàn. Màu đen rất là đẹp. FZ tầm này nó chỉ chạy chạy tầm đó à. Là 36 triệu 500. Rồi. Ngoài ra thì con GBX Demon. GBX Demon. Anh chỉ hỏi cũng nhiều mà sao lại nó có nó trên cái line này là giảm giá, là giảm giá sàn, giá giá gốc luôn cả nhà ơi. Giá của nó chỉ còn có 43 triệu 500 thôi. À 43 triệu 500 quá rẻ luôn, 43 triệu 500. Mười ba triệu 500 nhá, biển số thành phố, ngay chủ sang tên đổi chủ à. Chuyển vùng thoải mái. Rồi con này là con V2 màu đen bạc, V2 màu đen bạc nhá, máy êm ru, máy nổ như ẹt 150 luôn. Con này là hạ giá rồi, cũng có hạ giá hôm qua, giá gốc luôn rồi. Là 43 triệu là cả hồ sơ. Trời ơi, xe à, 43 triệu cả hồ sơ luôn. V2 triệu mà 43 triệu cả hồ sơ. Rẻ khủng khiếp luôn. Dạ. Rồi cái dòng V3 bây giờ, dòng V3 hiện tại giờ là còn 4-5 con này. 4-5 con. Con nào cũng đẹp hết. Xe toàn là 2019. Đây ví dụ như con này đi. Con này giảm giá gốc xuống còn có 63 triệu 500 cả nhà nhé. 63 triệu 500. 63 triệu 500 nhé. Xe là chạy 12.000 cây. Để ngoài này nó bụi ạ. Hơi bụi. Hơi bụi một tí. Đây, đẹp lắm. Xe không một vệt trầy luôn nhé. Xe cực kỳ là đẹp. Không một vệt trầy luôn. 63 triệu 500 thôi các bạn. 63 triệu 500. Rẻ. Rẻ ơi là rẻ luôn. Rồi con bên đây cũng là đỏ đen. Con này là có 62 triệu thôi cả nhà nhé. Đấy. Bây giờ là mua giờ 15 V3 2019 mà chỉ khoảng hàng 62 63 triệu như này là giá là rẻ đấy. So với kỳ trước là toàn là 68 thôi. Con này thì có lên một số đồ chơi, ví dụ như là bảo vệ tay thắng nè, chống đổ nè, rồi đèn đó, đèn nè các bạn, lum rất là nhiều. Rồi con một em đỏ đen nữa. Các bạn hãy yên tâm là cái vấn đề là bảng số nhá, bảng số là không thành vấn đề nhá, mình xe mình sang tên đổi chủ toàn quốc được nhá. Đó, xe toàn chạy 10 với 11 ngàn cây thôi. Chưa hết rô đai cả nhà nhé. Xe chưa hết rô đai luôn. Con này cũng lên chống đổ này, lên đèn trời sáng này, rất là nhiều luôn. Sáng rất là nhiều. Con này đi anh nói bao nhiêu ngàn? 11 ngàn. 11 ngàn. Xe bao cho cả nhà là không tua nhá. Bao chuẩn 100% nha các bạn. Đó. Quý anh chị và các bạn nào mình mua thì mình liên hệ qua cái địa chỉ là 377 Nguyễn An Ninh, Dị An, Bình Dương. Số điện thoại là 0932 466, cuối cùng là số 1 rồi, các bạn. Sang đây. Sang đây là còn duy nhất một con xanh GP. Xanh GP nhé. Nói chung là xe tuyệt vời lắm. Anh chị em mua về chỉ có việc đổ xăng là chạy à, chứ không phải làm gì hết nhé. Dạ. Rất là mới. Đó. Giá của nó là 63 triệu nhé. Rồi đến đây này. Đến đây con này nữa này. Con này xả lỗ luôn này. Trời ơi. CBR
mà có 57 triệu, chạy 7.000 cây, chạy có 7.000 cây thôi cả nhà nhé. Tour tặng xe luôn. Đó. Xe biển Sài Gòn nhá. Giá là 57 triệu. 57 triệu nha các bạn. Đó, CBR 57 triệu thôi các bạn. So với người ta là rẻ hơn cả đến 5 triệu. Đấy, 5 rẻ. Triệu. Bởi vì nó ngoài hàng 6 hết mà. Rồi ở đây giới thiệu với anh em là một con AB đời 2010. Xe bọc keo nguyên con, máy zin êm thì thầm. Đó. Lúc trước là nó cực hot luôn đó. Hiếm, hàng hiếm, đi mua, đi kiếm để mua luôn. Con này là AB cọp đó. AB, con này là cọp ạ. Con này bán giá là 20 triệu thôi. 20 triệu. Ừ, máy zin nhá. Máy zin bọc keo nguyên con. Ừ, keo nguyên con. Đó các bạn nhìn đi, vừa giới thiệu cho quý anh chị và các bạn là lô mô tô. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong, mình sẽ giới thiệu về lô S150 cho quý anh chị và các bạn á.